Khi mà bạn đặt mục tiêu tài chính thì bạn sẽ làm gì tiếp theo và điều bạn muốn nhất là gì? Đó là bạn mình tưởng tượng cho mình một chuyến đi du lịch, con cái bạn học trường học tập tốt hơn, bạn ăn du lịch, bạn ăn với cái người bạn của mình, hoặc đi bất kỳ nơi nào bạn thích. Đó là cái điều mà tôi muốn nói với các bạn về việc đặt mục tiêu của mình, được không? Cái điều đặt mục tiêu của mình. Tôi tóm lại là ngay bây giờ bạn phải xác lập cái mục tiêu tài chính của mình. Một trong những vấn đề quan trọng nhất của việc xác lập mục tiêu tài chính đó là gì ạ? Đó là việc tài chính cá nhân của bạn. Nếu bạn có thể kiếm tiền và tích lũy đủ số tiền cần thiết thì bạn sẽ đạt được hầu hết các mục tiêu phi tài chính khác của mình nhanh hơn và dễ dàng hơn. Để tôi nói một chút xíu điều này. Khi bạn đạt được mục tiêu tài chính rồi á thì tất cả những mục tiêu phi tài chính tức là xung quanh á thì nó đi nhanh hơn. Tôi lấy ví dụ bạn đam mê ca hát. Nhưng mà nếu bạn đi ca hát bạn không có cạnh tranh được với Sơn Tùng MTP hoặc Đàm Vĩnh Hưng. Được không? Nếu bạn đam mê làm MC, bạn có thể cạnh tranh được với Trấn Thành và gì ạ và Trường Giang. Thì tôi báo các bạn biết, nhưng mà nếu bạn đặt mục tiêu tài chính rồi thì bạn có thể từ từ theo đuổi cái mục tiêu đó, được không ạ? Nó một cách nó đam mê, nó dễ, lúc đó bạn thực hiện đam mê của mình dễ dàng hơn, bạn thích làm gì bạn làm, và lúc đó bạn không làm vì tiền mà bạn làm vì bạn thích thôi. Đó là cái điều mà gọi là khi bạn đặt mục tiêu tài chính rồi á, hoặc là bạn có một ước muốn này, đi du lịch nhiều nơi, được không? Mục tiêu đi du lịch nhiều nơi đó, nhưng mà bạn không có tiền. Và bây giờ hoặc là bạn muốn gì ạ, muốn làm một cái việc đó là làm công, mở một cái trường dạy học cho người vô gia cư hoặc bất kỳ mục tiêu nào, nhưng mà có một cái điều là gì ạ, là bạn không có đủ tài chính để bạn làm. Thì báo với bạn biết đó là mới đầu bạn phải đặt làm thế nào đặt mục tiêu tài chính trước, thì những mục tiêu xã hội như vậy bạn sẽ từ từ đạt xong và đạt nhanh hơn đó. Và tôi muốn các anh chị là gì phải có thực sự một cái gì rõ ràng. Zig Ziglar là nhà bán hàng huyền thoại có nói một câu thế này này: bạn chuyển hóa từ một cái thực thể chung chung lang thang vô định thành một cái đối tượng cụ thể có mục tiêu và có ý nghĩa, thì từ đó bạn sẽ đạt mục tiêu nhanh hơn, được không? Đó. Và điều quan trọng nhất của bạn đó là phải xác định được cái mục tiêu lớn cụ thể trong đời đó. Và kết thúc cái ngày hôm nay về cái việc đó là xác lập mục tiêu phù hợp với giá trị sống của mình. Và tôi muốn kể các bạn cái câu chuyện này, và đó là cái có một cái người giáo sư ở Mỹ. Ông ta trong một cái ngày đẹp trời ông ta đến dạy lớp sinh viên của mình, thì ông ta mang tới một cái lọ đó, ông ta mang tới một cái bình. Đây tôi lấy cái này tượng trưng đi à, tôi lấy cái ly này tượng trưng à, thì đây nó tượng trưng cho một cái gì ạ, một cái bình thủy rất lớn. Và ông ta bắt đầu mang tới bốn loại. Một đầu tiên là đá, đúng không ạ? Đầu tiên thì ông ta bỏ cái gì? Ông ta bỏ gì? Bỏ đá vào trước. Sau ông ta hỏi sinh viên là theo theo mấy em thì bây giờ còn bỏ được cái gì nữa không? Thì mọi người nói không, bây giờ đây rồi. Thì ông ta bắt đầu bỏ, lúc đó là các viên sỏi. À, thì lúc đó ông ta bỏ viên sỏi vào thì vẫn còn bỏ được. Và ông ta hỏi cái sinh viên là bây giờ còn có thể bỏ được điều gì khác nữa không? Thì sinh viên đó không, đây rồi. Thì ông ta tiếp tục bỏ vào, đó là gì ạ, đó là cát. Và lúc này cát vào rồi thì ông ta bắt đầu hỏi những cái gì ạ, hỏi những cái người sinh viên ạ, là bây giờ còn bỏ được điều gì nữa không, bỏ được điều gì nữa không? Và sinh viên bảo là không. Và cuối cùng thì ông ta bắt đầu bỏ vào gì ạ, rót thêm những ít nước vào nữa. Thế cuối cùng là câu chuyện này, cái câu chuyện này nói đến điều gì và cho chúng ta biết gì về câu chuyện về đặt mục tiêu và biết những thứ gì quan trọng? Thì báo các chị biết đó là cuộc đời chúng ta nó giống như chiếc cốc vừa rồi tôi vừa nói, chiếc cái bình thủy này. Cái mục tiêu lớn của mình về tài chính, về gia đình, về sức khỏe, về gì ạ, về công việc, nó giống như là cái gì ạ, giống như cái mục tiêu, như cái hòn đá bỏ vào đây, được không? Song song đó, ngoài cái mục tiêu lớn đó thì anh chị còn có mục tiêu về đam mê, công tác từ thiện hay giúp đỡ người khác, hay là những cái việc gì đó nó giống như hòn sỏi mà bỏ vào sau đá. Rồi tiếp tục nó có những cái sở thích như đi du lịch đã, rồi đi và rồi làm những cái chuyện mình thích, thì đó là những cái hạt cát. Và cuối cùng là anh chị còn làm những cái thứ mà sao ạ, nó vô bổ, nó mất thời gian, thì nó tượng trưng giống như kiểu là những cái miếng nước đổ vào thôi. Thì ý tôi nói là trong cuộc đời mình cho dù làm bất kỳ điều gì thì hãy nhớ rằng mình đang làm cái thứ quan trọng nhất, đó là những cái viên viên đá lớn gọi là rock, những viên đá lớn trong cuộc đời của mình. Và cái viên đá đó là công việc, là gì ạ, là tài chính, là sức khỏe, là mối quan hệ,
là gia đình của bạn, là tâm linh của bạn, là tất cả những điều đó, đó là những cái viên đá lớn trong cuộc đời của mình. Và một lần nữa tôi chúc cho bạn đạt được những viên đá lớn đó trong cuộc đời của mình. Nếu là mục tiêu tài chính thì hãy kiếm tiền nhiều nhất có thể. Hãy đặt mục tiêu 5 tỷ, 10 tỷ hoặc 20 tỷ để anh chị đặt có mục tiêu lớn hơn. Và đặt mục tiêu thật lớn đến mức mà nó làm các anh chị sợ hãi, thì lúc đó mục tiêu anh chị mới đủ lớn. Và nếu anh chị là viên đá cuộc đời, đó là liên quan đến cái gì ạ? Liên quan đến gọi là gì? Liên quan đến cái gì ạ? Liên quan đến sức khỏe thì anh chị hãy luyện tập ngay bây giờ đi. Và liên quan gia đình thì anh chị hãy, đã bao lâu rồi anh chị chưa hỏi thăm gia đình hoặc đưa vợ đi ăn tối ở nơi nào đó sang trọng? Hoặc nếu mục tiêu anh chị là phát triển một kỹ năng mới, ví dụ về đầu tư, thì hãy học về đầu tư đi. Học một cái cách phân tích cổ phiếu đi. Học về cách để mà đầu tư một thị trường mới đi. Và nếu viên đá lớn cuộc đời của mình đó là về vấn đề về công việc, thì hãy đẩy công việc của mình lên tầm cao mới đi. Đó, và chúc cho bạn đạt được những viên đá lớn trong cuộc đời của mình các anh chị nhé. Và hãy nhớ một điều rằng, mục tiêu đó phải phù hợp với giá trị sống của mình. Cái người mà không có đam mê kiếm tiền thì sẽ không bao giờ kiếm được tiền. Đó, nhưng mà kiếm tiền rồi để làm gì? Đặng Lê Nguyên Vũ là hỏi một câu hỏi là tiền nhiều để làm gì? Thế tôi hỏi các anh chị một câu là anh chị đạt được mục tiêu tài chính tiền nhiều anh chị sẽ làm gì? Và câu hỏi này, điều gì bạn muốn làm nhất khi đạt mục tiêu về tài chính đó? Thì có nhiều người sẽ nói nhiều tiền tôi sẽ làm gì ạ? Tôi sẽ mua cho con cái của tôi một cái thẻ xanh, hoặc là có nhiều tiền tôi sẽ cho con cái đi du học ở Mỹ và Úc, hoặc có nhiều tiền thì tôi sẽ dành du lịch một năm 4-5 lần, hoặc có nhiều tiền tôi sẽ xây một cái trại trẻ mồ côi, hoặc có nhiều tiền thì tôi sẽ xây dựng một cái trung tâm thiện nguyện, và có nhiều tiền tôi sẽ giúp đỡ những người lang thang cơ nhỡ, hoặc có nhiều tiền thì bạn sẽ làm gì với ai? Thì điều đó làm cho bạn có động lực để bạn làm việc nhé. Rồi,